Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn 5 món ăn chơi làm từ nồi chiên không dầu nhé. Làm nóng lò ở 180 độ C khoảng 3 phút trước nha các bạn. Cho nửa muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng bột ớt paprika, tiêu đen, hai muỗng cà phê bột phô mai parmesan, 1 muỗng cơm dầu ăn, nửa muỗng cà phê bột tỏi, cho vào lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 20 phút. Sau 10 phút mình lấy ra, mình lắc lên cho nó đều nha các bạn. Rồi mình lại bỏ vô nướng tiếp 10 phút còn lại nhé. Rồi, đây là kết quả sau 20 phút nướng. Rồi bây giờ mình nướng khoai lang nha. Đầu tiên mình làm nóng lò ở 180 độ C. Rồi khoai lang trước khi nướng thì phải rửa sạch nha các bạn. Trước khi nướng mình cho khoảng cỡ 60ml nước vào nướng chung nha các bạn. Nướng nhiệt độ 180 độ C trong vòng 25 phút. Nướng được khoảng 15 phút thì mình tắt để mình lấy ra, mình trở khoai lại cho nó chín đều hai mặt nhé. Sau đó mình cho vô nướng lại thêm 10 phút nữa. Sau khi nướng khoai được khoảng 25 phút đó, mình lấy khoai ra, mình dùng một con dao hoặc là cái nĩa đó mình ghim vô để mình kiểm tra coi khoai có chín hay chưa đó. Mình ghim xuống nếu mà thấy nó mềm rồi là chín rồi đó các bạn. Đây là khoai sau khi nướng 25 phút nè các bạn. Mình rất là thích dùng cái nồi chiên không dầu để mình nướng khoai đó. Thì các bạn sẽ thấy là nguyên tại sao, vì khi mà nướng bằng cái nồi chiên không dầu đó các bạn thấy nè, cái vỏ, lột vỏ ra rất là dễ, nó tróc vỏ ra rất là dễ, không có bị dính vô cái khoai. Làm nóng nồi chiên không dầu ở 180 độ C. Mình cho 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê bột tỏi, 1/2 muỗng cà phê bột phô mai parmesan, 1 muỗng cà phê dầu. Rồi mình trộn đều lên nhé. Mình nướng trong vòng 18 phút ở 180 độ C nha các bạn. Sau 10 phút á, mình lấy ra, mình cũng lắc lên để cho nó đều, để một hồi nó nướng chín đều hơn. Và sau đó mình cho vô lại nướng tiếp thêm 8 phút nữa. Đây là cà rốt của mình nè, sau 18 phút nè. Cà rốt nướng rất là ngon nha bạn, nó dai dai rất là ngon.
Khoai tây sau khi mình gọt vỏ đó các bạn, mình cắt ra rồi mình ngâm vô nước lạnh khoảng từ 30 đến 40 phút á. Trong quá trình ngâm á, mình chịu khó mình thay nước nữa thì nó càng ngon. Sau 40 phút ngâm nước thì mình vớt ra, mình lấy khăn giấy á, mình lau khô thiệt là khô. Mình lau thật là khô thì chiên nó mới giòn nha các bạn. Lấy một cái thau hoặc cái bịch gì đó, mình cho khoai tây đã lau khô vào. Cho một muỗng cà phê bột bắp vào, rồi mình lắc đều lên để bột bắp nó phủ áo hết khoai tây. Thì đây là cách để làm cho khoai tây nó giòn bằng máy chiên không dầu đó các bạn. Các bạn thấy không, chỉ có một lớp bột phủ lên khoai rất là mỏng. Rồi kế đó là chúng ta cho khoảng một muỗng cơm dầu ăn vào nha các bạn. Mình nướng trong vòng 20 phút ở 180 độ C. Sau khi nướng khoảng được 10 phút các bạn, mình cũng lấy ra, mình lắc đều lên để một hồi khoai nó chín đều hơn. Rồi sau khi lắc đều thì mình vẫn cho vô nướng lại ở 180 độ C, nướng tiếp thêm 10 phút nữa. Rồi đây là khoai chiên của mình sau 20 phút. Rất là giòn nha các bạn. Rồi mình rắc một tí muối lên, sốt đều lên để cho cái vị nó thêm đậm đà. Rồi bây giờ mình làm món bánh mì nướng bơ tỏi, cái sốt bơ tỏi của Hàn Quốc đó các bạn. Thì ở đây mình chuẩn bị khoảng 100g bơ không muối, mình để mềm ra nha. Một muỗng cơm ngò tây khô. Ba muỗng cơm tỏi băm. Rồi, khoảng 2 muỗng sữa tươi. Nửa muỗng mật ong. Một muỗng mayonnaise. Một muỗng sữa đặc. Một muỗng cà phê muối. Và cuối cùng là một cái trứng gà. Rồi đây là bánh mì Việt Nam nè, mình làm được 3 ngày trước rồi đó. Nhờ bánh vẫn còn rất là mềm. Thì ở bên dưới mình có hai cái đường link cách làm bánh mì Việt Nam đó các bạn, nếu bạn nào muốn tự làm bánh mì Việt Nam tại nhà.
mình lót một lớp giấy bạc ở dưới nha, cho vào nướng khoảng 6-7 phút ở 180 độ C luôn. Đây là bánh mì của mình nè, sau khi nướng được khoảng 7 phút đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Snow. Nếu các bạn cảm thấy thích thì hãy bấm like và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế.